Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ dàn khách mời đình đám toàn sao hạng A dự đám cưới của Đông Nhi, ông Cao Thắng. Hôm nay, showbiz Việt rần rần trước loạt thông tin chính thức về đám cưới Đông Nhi và ông Cao Thắng được hé lộ. Theo thông tin chia sẻ, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 11 tại Vinpearl Phú Quốc. Cô dâu chú rể sẽ đài thọ toàn bộ 500 khách mời ra Phú Quốc ăn chơi, nhảy múa trong 2 ngày. Theo tiết lộ đám cưới diễn ra riêng tư, truyền thông sẽ không tác nghiệp tại đây. Cùng thời điểm, thiệp mời đám cưới của Đông Nhi ông Cao Thắng đã được chuyển tới tận tay loạt khách mời là những ngôi sao nổi tiếng VIP. Nhiều nghệ sĩ như vợ chồng Lý Hải, Minh Hà, vợ chồng Tu Trang, Tiến Luật, vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương, Trúc Nhân, diễn viên Duy Khánh hào hứng chia sẻ tấm thiệp đơn giản nhưng không kém phần sang trọng trên trang cá nhân của mình. Số lượng nghệ sĩ lên tới 200 người nên sẽ còn rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng cùng góp mặt trong hôn lễ đặc biệt hoành tráng này. Vợ chồng Lý Hải, Minh Hà dù đang bận rộn với dự án phim vẫn sẽ gác lại mọi thứ để chung vui cùng ngày hạnh phúc của cặp đôi vàng VIP. Vợ chồng nghệ sĩ Thu Trang, Tiến Luật sẽ cùng với 200 khách mời dự buổi tiệc ở Phú Quốc. Dàn sao VIP như MC Nguyên Khang, ca sĩ Trúc Nhân cũng sẽ có mặt trong hôn lễ của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Một số yêu cầu cho khách mời trong đám cưới Đông Nhi và ông Cao Thắng như trang phục màu đen trắng hoặc kem. Chỉ có những vị khách có tên trong danh sách mới có thể vào bên trong resort. Ngoài ra, thời gian diễn ra hôn lễ cũng được tiết lộ đầy đủ như sau. Vào 16 giờ chiều ngày 9 tháng 11 sẽ bắt đầu đón khách. Đến 17 giờ 30 bắt đầu tổ chức lễ kết hôn. 18 giờ 30 bước vào phần tiệc chính, ăn uống. 20 giờ quan khách sẽ nhảy múa, vui chơi cùng cô dâu chú rể. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.